Rồi, chị cho em biết tên của chị hả chị ha? Dạ, bây giờ thì em tên Mỹ nhưng mà thôi em cho tên Việt Nam đi. Dạ. Hồi xưa lại em ở Việt Nam nhưng mà em được một người nhận là con nuôi cho nên họ đổi tên, họ đổi tuổi của em luôn. Nhưng mà bây giờ mình tìm em gái thì mình phải nói cái tên thiệt của mình để em gái nó có Dạ. nghe được thì nó nói em tên thiệt của em là Huỳnh Thị Thu Hồng. À, Huỳnh Thị Thu Hậu ha. Dạ, Huỳnh Thị Thu Hồng. À, hồng hồng dạ, hồng màu hồng Dạ. ha. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi, à, hôm nay chị kết nối vậy là để kiếm em gái của chị. Dạ đúng. Dạ. Rồi à, hồi đó chị em thất lạc nhau ra làm sao, chị kể cái câu chuyện của chị cho em nghe. Ngày xưa thì năm 1975 vô thì ba bị bắt đi cải tạo, cho nên là mẹ dắt bảy tám anh em đi lên vùng kinh tế mới. Cái chỗ em ở hồi xưa là Cẩm Đường, Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Dạ. Rồi, rồi sao nữa? Rồi lên trên đó một thời gian thì ba bị bắt cải tạo ở ngoài ngoại Bắc, thì mẹ lại đổ bệnh rất là nặng. Thì trong lúc đó thì cái năm đó là năm 1979, em phải đưa mẹ em vô bệnh viện. Em còn nhớ là lúc đó em bắt đầu em đưa mẹ em đi là em 8 tuổi, Dạ. đưa vô bệnh viện ung thư ung bướu tại Bà Chiểu, gần chợ Bà Chiểu. Thì em cũng thật ra là em trong nhà là em thứ bảy mà em có mấy ông anh bà chị lớn nữa, thì má không có chịu ai hết. Má chỉ kêu là tao chỉ muốn con Hồng thôi. Thì em nói dạ má muốn thì con sẽ nghỉ học và con đi theo. Thì em đi theo thì lại em có thêm một đứa em nhỏ ở kế em nữa thì không thể nào để nó ở nhà, thì em dắt nó đi. Thì em nhớ không có lầm thì vô trong bệnh viện khoảng chừng nửa năm như vậy đó. Thì mỗi ngày cái công việc em là đẩy cái xe cơm để mà đi phụ người ta, để mà còn nói cô chú chừa cho con chút xíu để lát cho em ăn. Thì mỗi ngày đều là như vậy, công việc em cứ cứ đẩy theo người ta phụ rồi một lát người ta chừa cho chén cơm. Thì một ngày nào đó thì mẹ em mới là chuyển lên chuyển xuống bệnh viện là tới hai ba lần lận. Cho nên là em nó dẫn theo lần lần sau thì em dẫn theo nhỏ em gái. Thì trong vòng thời gian mà đi tới đi lui trong bệnh viện là tổng cộng 3 năm. Thì năm đó là em 11 tuổi, từ 8 tuổi mà cho đến 3 năm mà cứ bị đuổi ra, không có tiền để đi ra được đi vô. Rồi em cũng ghé những cái bến xe để mà đi xin cô bác vòng vòng để mà lo cho mẹ em. Tội nghiệp. Dạ. Rồi tới 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 đó là năm 1980. Em Dạ. nhớ không lầm là năm 1980 thì mẹ em mới nói bây giờ em con không thể nào để em gái con ở nhà. Em gái của em tên là Huỳnh Thị Thanh Tuyền. Dạ. Dạ. Rồi em mới dẫn đi theo thì tối á, hai chị em phải tới những cái phòng á, để mà bóp tay bóp chân cho người ta, thì người ta sẽ cho mình một hai đồng gì đó, bây giờ tiền nó lâu quá em không có nhớ nữa. Thì có một cái người đó họ cũng nói là thôi bây giờ tới cái phòng của mẹ em á, nói bây giờ bà bệnh vậy thôi tôi không có con, bà cho tôi nhỏ nhỏ đi, nhỏ lớn nó lanh quá tôi không muốn sinh nó đâu. Thì em mới nghĩ đúng rồi, ông sinh nó thì đúng rồi, tại vì tôi phải nuôi mẹ tôi mà. Thì em còn nhớ không lầm là có hai vợ chồng hơi già già thì lúc đó khoảng 40 mấy tuổi thì có lên sinh, thì họ ở Gò Vấp. Thì lên sinh thì mẹ em cũng viết một cái lá thơ để cho, xong rồi dắt em gái em đi. Nhưng mà khi dắt em gái em đi á, thì qua ngày hôm sau á, thì ổng bả lại dẫn lên bệnh viện lại ung thư ung bướu. Em còn nhớ bệnh viện đó là ung thư ung bướu Nguyễn Chiểu. Thì lên nói là chị Thủy ơi, má em là Lương Thị Thu Thủy, má em là tên Lương Thị Thu Thủy. Rồi mới dắt lại bệnh viện nói tôi xin lỗi chị nha, tôi thích nó lắm, nhưng mà tôi không có nhập hộ khẩu cho nó được, cho nên là tôi phải trả về cho chị. Thì cái đó là một người đầu tiên mà sinh mẹ em. Rồi cái lần thứ hai thì khoảng một tuần sau thì hai chị em vẫn tiếp tục cái công việc là đi bóp tay bóp chân cho người ta ban đêm trong bệnh viện để mà được một chút xíu tiền để sáng mai mua bánh canh cho má ăn. Thì lại có một cái cô đó là đi thăm một người bạn gái ở trong bệnh viện đó. Thì bây giờ em không có nhớ tên của cái người đó, thì cứ dạng phẳng mẹ em là 40 mấy tuổi thôi, tại vì lúc mẹ em chết mẹ em có 41 tuổi. Thì cái cô đó vẫn giống như mẹ em thôi. Thì bà mới khi mà em bóp một phòng thì em gái em bóp một phòng, thì em mới bóp xong em mới chạy tới thì em thấy hai bà đó đang ngồi nói chuyện ở trong cái phòng của em gái em, nói là mày nhớ mày sinh con nhỏ này nè,
mày đừng có sinh con nhỏ chị nó lanh lắm. Xong rồi cái bà bạn của cái bà mà bị bệnh á mới nói ok rồi, xong một lát nữa là nó bóp xong là nó sẽ dẫn mày tới phòng mẹ nó. Thì em mới nghe như vậy, em mới nói thôi là coi lại có một người lại muốn em mình nữa rồi, lại mình mất em. Thì em mới đi về phòng, thì vừa xong thì bà tới thì bà mới nói bây giờ tôi nói chị nghe, tôi cho chị chút xíu tiền, chị phải bây giờ chị cứ nằm, má em bị ung thư không có cho, không có giết được. Thì em nhớ không có lầm là bà cho bà viết một lá thư, tôi tên vậy vậy đó, rồi bên này là bà Lương Thị Thu Thủy đồng ý cho nhỏ con tên Quỳnh thì tên tiền cho tôi, chỉ có như vậy thôi, một lá thư thôi. Rồi nó ngủ với em một đêm đó, em nhớ là em trải chiếc chiếu ở dưới đất ở trong phòng, ở đằng trước cái phòng từ vì phòng người bệnh không. Thì sáng ngày hôm sau em còn nhớ em gái em nó đi mà nó rình rình, nó khóc, nó nôm em, nó nói là chị để cho em đi đi, nếu mà người ta đánh hay là ăn hiếp em thì em sẽ trốn về với chị. Rồi em đưa nó ra cổng là nó đi tới giờ này luôn. Em nhớ không có lầm là năm đó là khoảng tháng 9, tháng 10 năm 1981. Dạ, là năm đó mẹ em mất luôn đó anh vậy. Ừ, thương quá. Anh thiệt, anh nghe mà anh nghẹn ngào, anh không biết nói làm sao. Cái thương. Cái cảnh phải chịu gọi là bất khả kháng em, không có cách nào hơn. Dạ, mẹ, tại vì mẹ thì mất. Dạ, mẹ em bị bệnh viện trả về. Đó, bệnh viện trả về cho nên là em phải đặt lòng cho em gái em đi để mà em lấy được mấy ngàn để đưa mẹ em về. Thì 3 ngày sau khi mà em đi, mẹ em về là mẹ em chết. 3 ngày sau mẹ em chết. Em đưa về tới Long Khánh là mẹ em chết. Cho đến giờ này thì em cũng nói thiệt với anh Vĩ là tụi em mới, khi mà em đưa mẹ em về chết rồi đó, thì chị em mới làm cái đơn là đưa ra ngoài Bắc đó, nói là bây giờ mẹ tôi chết rồi, tôi phải cần cha thôi. Thì người ta thả ba em ra là tổng cộng ba em đi cải tạo là 8 năm. Rồi sau đó là em về, ba em cũng xin một miếng đất ở trong rẫy đó, là để làm rẫy ở trong, trồng cà phê, trồng đu đủ. Em cũng là người đi bứt những cái lá rau lan để mà đi bán, để mà mưu sinh mỗi ngày. Thì sau đó chính phủ Việt Mỹ mới nói là ai mà đi cải tạo thì được đi dứt diện HO. Thì tụi em cũng ráng làm kiếm một ít tiền để mà đi. Thì tới lúc đó đó, thì khi mà mẹ em chết, khi mà ba em về á, là em nói á, là em phải tìm con đường đi để mà cứu gia đình em, chứ nhà em khổ quá. Thì em đi bán quán cà phê ở ngoài Long Khánh á, thì em gặp hai vợ chồng kia đang ngồi ăn nhưng mà buồn lắm. Em tới hỏi bác ơi sao vậy bác, nói là tôi có một đứa con lai Mỹ Đen mà bây giờ tới ngày phỏng vấn á, thì nó đi rồi, cho nên là tôi không có con lai để mà tôi đi phỏng vấn. Cái xong em mới nói cái bà mới chỉ mà em nói cô giống lai lắm, sao cô đi Mỹ không? Nói dạ thưa không, con không có lai, con là người Việt Nam, nhưng mà để con nói cho bác nghe là ba con đi cải tạo mới về thì có làm diện HO, con cũng có trong cái diện HO, nhưng mà bây giờ con ra cái điều kiện, nếu mà bác làm cách nào con không biết, mà nếu con đi Mỹ trước ba con thì con sẽ giúp cho bác, còn nếu con đi sau là con không đi. Thì trong đầu của em, anh Vĩ biết lúc đó thì em nghĩ là đi con lai là mình có cái lợi hơn, là mình là đầu của cái form của cái hồ sơ, còn nếu đi HO là em là cái đuôi, còn bây giờ em thích cái đầu hơn, cho nên em mới nhận lời là em bước vào bên đường, em chụp hai cái tấm hình 46 thì em mới gửi cho hai bác, mà hai bác đó là ở hôm nay. Thì khi mà em đưa cho hai bác đó về thì lại ngày mai lại bác lại trở lên cái chỗ mà quán cà phê em bán, thì bác nói là mình chuẩn bị đi phỏng vấn nghe con. Tôi nói chỗ gì lẽ vậy bác? Thì lúc đó em là hoàn toàn em làm lại ba em, giấu ba em, tự vì em đi làm để mà mỗi tuần em đem gạo với nước mắm với thuốc về cho ba em, chứ em không có nói với gia đình biết. Thì em mới xin nhà hàng đó cho em nghỉ một tuần, thì em mới xuống dưới, thì em được đổi tên là Phạm Thị Ngọc Phi, là em thấy tên người ta luôn. Thì bắt đầu người ta làm giấy tờ là lột hình, thì em đi Mỹ đó. Em đi Mỹ thì khi mà em lên phỏng vấn đó, thì người Mỹ cứ ngó trước ngó sau ba vòng rồi nói là ok, cái chấp nhận cho em đi Mỹ. Và gia đình đó là tổng cộng là 6 người, cha mẹ em là lớn nhất, em là con nuôi lớn nhất, rồi thêm gia đình mấy năm anh em sau nữa, là toàn bộ người ta bây giờ đang ở Mỹ. Thì em qua Mỹ không có bao lâu thì ba em cũng phỏng vấn viện HO. Thì em qua năm 91 em ở Philippines, thì năm 92 ba em cũng qua Mỹ và đi được một chị gái với lại một em Úc, là đứa em Úc của em Thanh Tuyền bị thất lạc. Đó, thì gia đình em có tổng cộng là 8 anh em
8 anh em là 6 gái 2 trai. Toàn bộ là tên tuổi là em đọc ra, nếu mà em Tuyền có nghe được cái câu chuyện mà em kể chuyện á, thì em Tuyền sẽ nghĩ ra liền, tự vì em 11 tuổi mà em nhớ không sót, em có thể em viết một cái câu chuyện. Còn em Tuyền lúc đó em Tuyền cũng đã biết được là chị ơi cứ để cho em đi đi, chị có được chút xíu tiền lo cho mẹ, rồi nếu người ta đối xử với em tốt thì em sẽ ở với người ta, không em trốn về. Mà em ấy đi một cái là tới giờ này luôn, là em nghĩ là trên 40 năm rồi anh Vĩ. Em Tuyền sinh năm mấy vậy em? Dạ em Tuyền sinh năm 1971, còn em là 70. À, 71 tới 81 là tới 81 là em cũng 10 tuổi rồi. Dạ thì em nói cái năm đó là em 11, còn em Tuyền là 10 tuổi khi em ra đi với cái cô đó. Là bây giờ em còn nhớ nữa là cô đó viết trong cái giấy là tôi ở Bạc Liêu. Em chỉ nhớ mãi mãi là Bạc Liêu. Nhưng mà sau khi chạy, giống như là sau khi ba em cải tạo về, em cũng có trình bày đưa cho ba em. Và sau đó chị em có ba em cũng vẫn đi tới tìm. Nhưng mà người ta nói là đi vượt biên rồi. Nói vậy đó. Nói là cái bà đó, bà là chủ tàu đi vượt biên, cho nên là không còn đó nữa, chỉ cái vậy rồi gia đình. Rồi em cũng đi vô những cái chương trình như chưa từng có kiểu cuộc chia ly đó. Em cũng phao cả 10 năm nay nhưng mà em không có thấy một cái kết quả nào. Nhưng mà em thấy cái kênh của anh Vĩ là rất rất là hay luôn. Ngày nào em cũng ngồi coi, rồi em khóc, rồi em buồn, thôi em ước gì là em gặp được anh Vĩ và gặp được tức là mọi người khi mà được em chia sẻ thì có thể giúp em. Và ở đây em cũng nói luôn, nếu mà người nào biết được tin tức của em gái em ở đâu thì thật sự là em ở Mỹ em cũng có mấy đứa con, em cũng sinh được 3 đứa con nuôi. Hiện giờ là em có 3 đứa con gái và em sinh được 3 đứa con nuôi, thì em là con nuôi, cho nên bây giờ em ước là em có tiền em cũng giúp cho những người ta. Thì người nào mà có tin tức gì về em gái em thì em sẽ tặng cho 1.000 đô. Dạ em sẽ biếu cho người đó 1.000 đô rồi. Mà biết được cái tin tức. Dạ dạ thật ra thì anh xin cắt lời, theo em á thì về cái việc mà em nghe tin tức là em của em ở Bạc Liêu và đã cùng vượt biên này kia gì đó, thì nó cái độ chính xác đó nó có cao hay không, và em nghe từ cái nguồn tin nào có đáng tin cậy không? Dạ cái này là nếu mà nói là 30 năm trước thì cái lá thơ đó khi mà ba em đã cải tạo về, ba em cầm cái lá thơ với chị lớn em, thì lúc đó chị cũng có 10 mấy tuổi, em 11 thì bả chừng 17 tuổi thôi. Thì cha con mới đi kiếm thì nói là cầm cái miếng giấy đó. Nhưng mà thật sự bây giờ hôm nay em nói là em không tin tưởng ba em và chị em. Tự vì cũng có thể là gia đình đông quá, rồi người ta cũng nghĩ trong lòng là thôi chắc nó đi vậy là nó sướng rồi, cho nên là chắc ba em gạt em. Mà hiện giờ thì ba em mất năm 2014. Thì trước khi ba em mất em cũng chạy tùm lum hết, em nói con cầu xin sao mà tìm được em con để mà em gặp ba một lần để ba mất. Thì mẹ khi mà ba em đi được một bà chị lớn với là em út đi qua Mỹ rồi đó, thì năm 2010, trước đó 15 năm em làm tất cả giấy tờ là em giúp ba em để mượn cái tên ba em để bảo lãnh hết. Bây giờ tất cả gia đình em đều ở Mỹ, là tổng cộng 51 người ở Mỹ hết. Chỉ còn sót em gái em thôi, em không biết tìm ở đâu hết. Nhưng mà em không nghĩ là ba em có đi tìm, ba em chỉ nói cho em biết là ở ba có đi tìm, nhưng mà em không có tin tưởng. Cho nên nhưng mà trong cái tâm em là lúc nào em cũng thấy đâu đó là em vẫn còn ở đó, chứ em không nghĩ là em nó đi đâu hết. Em nghĩ là nó ở nước Việt Nam đó, nó không đi đâu. Tại vì nói nào thật ra thì em có đi coi bói, em tin coi bói. Thì ông thầy bói ông ở trên núi mà gần ở Thái Lan á, ông có nói là ông thấy em gái em còn sống. Và em ấy từ thiện rất là nhiều. Và em ấy làm trong cái hội đeo cái gì đó đỏ đây nè, hợp tự gì đó. Rồi có hai cô con gái. Anh nghĩ là bên cái hội giữ chắc là chữ thập đỏ đó em, chữ thập đỏ làm từ thiện thì chắc là chữ thập đỏ. Nhưng mà chị nói... cá nhân anh thì anh nghĩ thế này em nè. Anh xin cắt lời em chút xíu. Cá nhân anh á, thì ba em nói anh nghĩ là chưa có cơ sở. Bởi vì như thế này, nếu ví dụ như trong cái miếng giấy mà cho con đó viết rõ ràng cái địa chỉ thì có thể rằng là ba em nói đúng. Còn nếu mà chỉ là biết cái quê quán ở Bạc Liêu thì nó quá là rộng lớn, không có cơ sở để tìm vào cái thời điểm đó. Có nghĩa là ví dụ như ba em có đi hỏi chăng nữa thì hỏi chắc hỏi được 100 người thôi.
mà cái biển người mênh mông như vậy hỏi được 100 người thì nó chẳng thấm vô đâu cả đối với cái thời điểm đó. À, theo anh nghĩ là như vậy. Bên cạnh đó lại là khó khăn này kia nữa, bây giờ đi thì hỏi ai, hỏi ai và cơ đúng sở ở rồi. đâu để hỏi. Như bây giờ thì còn có lý, còn nói thời điểm đó thì nói để Ba mà chục năm về trước lâu quá ba em không có kiếm đâu, em không nghĩ, chỉ là nói cho em trấn vui thôi chứ an lúc thôi, nào em gọi là trấn cũng an, trấn an thôi. chứ còn em là người chứng kiến dẫn tay mình đưa ra cái cổng bệnh viện ung thư ung bú, em là người biết rõ hết, còn anh chị em hoàn toàn là dân cạo mũ cao su không biết một cái gì hết. Rồi trên tay mẹ em chết, ngày mẹ em chết cũng ở trên tay em, mà em là thứ bảy là em cũng là Thanh Tuyền, xong rồi tới Úc Ngân, là hiện giờ Úc Ngân cũng ở Mỹ, là chỉ còn cái cô là Quỳnh Thị Thanh Tuyền đó thôi. Nhưng mà em có cái giác quan và cái lòng tin của em là em ngày em nhắm mắt là em phải gặp em gái của em Thấy đó, thương em quá. gặp một lần, dù 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 một lần em chỉ muốn biết là em gái em, thí dụ mà bây giờ cô ấy giàu có hoặc là cô ấy có tiền em cũng mừng, mà cô ấy không có tiền bạc thì em cũng, chị em của em cũng phải giúp đỡ cho cô ấy, đó là vậy. Chứ thật ra bây giờ cha mẹ em mất hết, bây giờ chỉ còn mấy chị em với lại hai mươi mấy đứa cháu, em đem qua Mỹ hết, năm 2011 là em đem qua đây hết, Anh bây nghĩ giờ đó ở em, đây hết. anh nghĩ là chính bản thân chị Tuyền còn khát khao hơn là em nữa, còn khát khao kiếm gia đình còn hơn là em nữa. Bởi vì dù sao đó thì em còn có ba rồi, có những anh chị em có biết được nguồn gốc của mình, còn đối với chị Tuyền đó lại là một cái sự mà bơ vơ. Anh nghĩ là cái khát khao của chị Tuyền còn lớn hơn em, nên anh tin rằng là ơn trên sẽ là soi sáng cho em cái việc này. Bởi vì đối với chị Tuyền vào thời điểm đó là cũng đã 10 tuổi rồi, nhớ rồi em, nhớ rồi. Nên anh nghĩ là anh sẽ cố gắng giúp em về cái việc này. Nếu ví dụ như lần này anh đăng tin mà không được thì 1 tháng sau, 2 tháng sau, 3 tháng sau em cứ lên tiếp 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 như vậy, anh sẽ giúp em về cái điều này. Anh tin rằng là sẽ đến tay của chị Thuyền á. Em thì mỗi năm em về Việt Nam em không có nhiều tiền, nhưng mà em cứ đi từ thiện chút chút, nói chung mình mua vài 300 hộp sữa, một hộp sữa to vậy em vẫn tìm những người già em cho, những người nghèo trong xóm của em vẫn cho. Nói chung em không có nhiều thì em phải có nuôi thêm ba đứa con nuôi nữa là 6 đứa tổng cộng, cho nên là em ước nguyện gì em có tiền là em sẽ cho đi hết 5 đồng, em chừa 5 đồng lại cho mấy đứa con em. Con Thương Út em mới có 10 tuổi hả? thương quá. Và cái thời điểm mà em với chị Tuyền đó mà đi vô bệnh viện chăm mẹ này kia đó, vậy rồi em Út ở nhà rồi ai lo trời? Cái thời điểm đó chắc nó mới được mấy tuổi cái nhiêu hả? Em Út em không có ở nhà, em Út em á thì mẹ em cho em Út em cho cái một cái bà dì gì đó mà em kêu bà dì, bà ngoại, bà cố gì đó. Rồi sau khi mà mẹ em mất thì em mới, ba em cải tạo về thì em mới nói ba ơi bây giờ mẹ như đông con quá, tới 8 đứa, mẹ cho đứa này ở đỡ, đứa này chỗ kia ở đỡ, bây giờ con muốn ba lôi nó về là lôi về hết. Thì lúc đó ba em mới làm một cái rẫy, thì ba em mới trồng cái này trồng cái kia lên, thì cha con đùm bọc với nhau. Còn mấy bà chị lớn anh lớn của em thì đi làm cạo mũ cao su, em là dùng kinh tế mới cao su, em ở Cẩm Đường, Cẩm Mỹ, Long Khánh, Đồng Nai. Thương của em Em về em cũng ghé hàng xóm của em nhưng mà em không còn ai bên đó hết. ha. Anh lớn của em là Huỳnh Văn Bỉnh, chị kế của em là Huỳnh Thị Thu Nguyệt, rồi chị thứ tư em là Huỳnh Thị Thu Hằng, ông anh là Huỳnh Văn Khiêm, rồi Huỳnh Thị Thu Huyền, em là Huỳnh Thị Thu Hồng. Em đó là Huỳnh Thị Thanh Tuyền, em không biết sao mà ai cũng thu thu hết, tới phiên em đó lại lại Thanh Tuyền, rồi thêm em Út là Huỳnh Thị Thu Ngân. Đó là em nhớ rào rào hết. Rồi em giống như là em viết một cái câu chuyện vậy, mà em cứ ngồi em chờ, em nói là em cầu xin trời Phật, nếu mà em con phải tìm con, rồi con phải tìm em con, thì ông suy chuyển mới gặp nào được. Còn bây giờ con không tìm mà em con đang tìm, mà con không có một cái ý định đó thì ông trời cũng sẽ không có cho chị em con đoàn tụ. Nhưng mà thật sự là em có cái giác quan là em một ngày nào đây em sẽ gặp được em của em vậy đó. Cho nên em cũng mong là anh Vĩ và cộng đồng nước ở trong nước như ngoài nước để giúp đỡ, và nghe được cái tin này thì thật em mừng lắm, em không biết nói như thế nào luôn. Anh có lòng Có tin thể em, là anh có lòng tin. Chỉ trừ cái trường hợp mà nói rủi ro quá mức là em đó không, chị đó không còn nữa. Chỉ có rủi ro quá mức thôi. Chứ còn nếu ví dụ như là không phải là rủi ro thì anh nghĩ là trước sau gì cũng tới tay chị Thanh Tuyền hết. Bởi vì thứ nhất á, là có tên nè,
Thứ hai nữa là cái kỷ niệm ở bệnh viện đó, anh nghĩ là 10 tuổi rồi không có thể nào quên được đâu, 6 tuổi còn nhớ nói chi cái chuyện 10 tuổi. Dạ, Nên 10 tuổi, là em nó 10 tuổi. nói lên cái là chị nghe là chị nhận ra liền hả? Nên anh rất là có lòng tin về cái trường hợp này. À, Tuấn Vĩ rất có lòng tin, Vĩ xin lỗi, Vĩ có tuổi hả chị? Em ấy đi một đêm với lại cái cô chú ở gần cái bệnh viện, mà khi mà trả em về em còn nói nè, trời chị ơi, em về cái nhà của cô chú đó mua cho em một cái tủ vậy này bán thuốc lá đó, là cho em ngồi đó uống bán ở đằng trước cửa đó, nhưng mà em nhập hộ khẩu không được, người ta trả em về, chắc cái số em á là không có đi rồi, em về với chị mà hai chị em thân nhau lắm, ngủ là anh biết xin cái chiếc kiếu rồi trải ở dưới đất mà trước cái phòng, chứ ở trong đó có hai cái người trong bệnh viện thì không cho mình vô, mà hai chị em thật sự giống như là ăn xin với ăn mày, nhưng mà em nói không, mình phải làm bất cứ một cái gì để lo cho mẹ mình chứ, bây giờ tiền không có, bác sĩ đuổi ra đuổi vô rồi mình như thế nào đây. Mà em nhớ rõ ràng là cái người thứ hai, là cái người sinh em gái, là cũng có cái người đó, nếu mà nói cái tuổi ra là bây giờ cái cô đó là nếu mà mẹ em trên 80 thì cái cô đó cũng ngoài 80, thì thật sự em không nghĩ là cái cô đó còn, nhưng mà cô đó còn nói nè, cô không có con gái, có một người con trai thôi, thì tao sẽ xin nó về, là nói chuyện với cái cô nằm bệnh viện đó, tức là cái cô đi tới thăm một cái cô nằm bệnh viện là bạn của cái cô đó, rồi cái người thăm cái người bạn xong là dẫn em gái em sáng ngày hôm sau là chia tay đi về, em còn đưa em ra tới bệnh viện còn ôm nhau, chị em khóc không là không nhiều lắm luôn, mà nước da của cô đó là trắng nha, trắng hơn em đó, cô đó nước da trắng mà đẹp lắm, giống mà em là giống ba nè, nếu mà đưa một cái hình ra anh đưa lên trên hình nha, là ba em, là em giống hệt ba em luôn, em cũng biết em like cái gì, em cũng có like nhưng mà chắc em là Ấn Độ. Còn em gái em á, là trắng nước da giống mẹ, mẹ em ngày xưa còn sống á, là bạn với thẩm cô Hẩm Thí Hằng đó, đi đóng phim đó, nhưng mà chưa có đóng, mới có tập tập thôi là ông ngoại em kéo về rồi đó. Mẹ em hồi xưa bán thuốc tây ở lúc mẹ em còn sống là mẹ em ở ở Cần Thơ, ở Cần Thơ. Còn sau khi đó là lên vùng kinh tế mới lúc mà lấy chồng rồi đó, là ở Sài Gòn hay ở Kon Tum, Gia Lai, em sanh tại Pleiku, em sanh tại Pleiku, cho nên em cách đây 2 tháng em có về Việt Nam, em đi ra cái chỗ mà em sanh hồi xưa, em vô em dòm em biết được là kỷ niệm hồi xưa, rồi em cũng cầu nguyện và em xin, mà lúc nào em đi là em cũng coi cái kênh của anh Vĩ hết, em cứ coi, em nói trời ơi, có người mấy chục năm mà người ta nhỏ xíu có khi là đẻ xong là cho luôn đó mà người ta vẫn tìm được, còn giờ em mình đây là chị 11, em 10 tuổi, chẳng lẽ em không có tìm, không có một cái ký ức nào để nhớ gia đình hay sao. Em mong là em ấy ở đâu đó nghe được những cái lời em tâm sự với anh Vĩ, và cũng mong là cộng đồng giúp em truyền lan ra, rồi em cũng hậu tạ. Dạ, em Ủa rất là thì mong có cái ngày đó. chị Hồng sinh năm mấy mà trẻ quá vậy? Sao mà kiếm em 71, người em 71 mà chị nhìn trẻ quá vậy chị Hồng? Em 70 anh Vĩ. À, vậy là Dạ. hai chị em sinh năm 1, chị Hồng Dạ. 70, chị Dạ, ba ba Tuyền chị em sanh luôn, rồi con nhỏ Ngân ở bên Mỹ này, Quỳnh Thị Thu Ngân, anh 72, ba chị em sanh năm 1. 71. Còn mấy anh chị lớn là cách 2 năm, còn ba đứa em cuối cùng hết là Quỳnh Thị Thu Hồng, Quỳnh Thị Thanh Tiền, Quỳnh Thị Thu Ngân là sanh năm 1 đó anh Vĩ. Rồi bây giờ thế này chị, trước hết á, là em rất là chúc mừng chị đã trải qua những cái ngày tháng cơ hàn và đã đạt được cái nguyện vọng của mình. Bởi vì nghe chị kể cái thời điểm mà thứ nhất là ở trong bệnh viện mấy mẹ con nó quá cực khổ, rồi sau đó đó thì ba về thì chị lại làm quán cà phê rồi mơ ước được thoát khỏi cái cảnh đó, thì chị đã thoát khỏi cái cảnh đói nghèo đó, nên rất là chúc mừng chị về cái điều đó. Còn bây giờ cái nguyện vọng của chị đó thì em sẽ ghi nhận, như em nói với chị đó là em hãy hết hết lòng về chị với cái việc này. Nếu ví dụ như khoảng 20 ngày, 1 tháng gì đó mà chị chưa nhận được một cái tin nào mà đáng kể cả thì chị cứ liên hệ lại với em, mình sẽ đăng tiếp tục vô, thì chắc chắn em nghĩ là ông trời ông cũng sẽ thương. Chị ha. Rồi câu chuyện của chị đó thì em nắm được trên cơ bản rồi, những cái buổi trò chuyện này thì em đã ghi nhận được rồi, thì em sẽ cập nhật dùm cho chị nha chị nha. Rồi em cảm ơn anh Vĩ, trước tiên là em cảm ơn anh Vĩ, rồi em cũng chúc anh Vĩ và gia đình là sắp sửa năm mới rồi, happy holiday, happy new year, tụi em là sắp PLG, em vẫn đi làm cho tới một tay rồi, là hy vọng là anh em mình có được cái tin của cộng đồng giúp đỡ, có cái tin mới. Và em cũng sẽ gặp anh Vĩ một lần mặt trước mặt đấy, trời ơi là mừng, mà ao ước, phải nói là ao ước mà cầu nguyện, nó là
trời ơi ngày nào cũng lên coi cơn coi rồi xong rồi mình cả thần tượng luôn, không phải thôi nói là thật sự là anh Vĩ là thần tượng luôn. Anh Vĩ truyền ra có một cái, có nhiều lúc một hai ngày là em đã thấy cái tin đó là người ta đã bắt gặp rồi. Cho nên em nghĩ là mình cũng là một trong những cái số mà đi tìm anh em gia đình, người ta tìm mẹ tìm cha, còn cha mẹ mình không còn, mình chỉ còn một đứa em duy nhất. Bây giờ dù nghèo dù giàu gì không biết, em cũng muốn nhìn thấy em một lần. Đó là cái, đó là cái nguyện vọng của em. Và em hôm nay cũng cảm ơn anh Vĩ là nhắn tin cho em ngay luôn. Trời mừng mà em cầu nguyện, em nói anh biết không, ngày hôm qua là em nói là em không có vô được thì em phải đi làm, thì có một đứa em họ ở bên Việt Nam á, dì ơi để con tìm số phone anh Vĩ, chú anh Vĩ con cho dì, thì sáng sớm hồi tối qua là hai dì cháu nói chuyện xong sáng này ngủ thức dậy thấy là nhắn tin cho anh Vĩ liền luôn, mới vừa bước ra tiệm là nhắn tin, chưa có khách cho nên mới được ngồi nói ngao ngao như vậy. Rồi, vậy chúc mừng sức quá khỏe nha, chúc sức khỏe chị ha. Thì hy vọng là mọi việc tốt đẹp sẽ đến với chị nha chị nha. Dạ, rồi em cảm ơn anh Vĩ và chúc gia đình anh Vĩ một buổi tối bình an và hạnh phúc. Dạ, rồi cũng mong trên cộng đồng là những cô chú anh chị xem cái tin này thì cũng hy vọng là được cô chú chia sẻ. Rồi để cho đến tai của người cần kiếm nghe câu chuyện của chị thì theo em nghĩ là ai cũng cảm động và muốn giúp đỡ hết. Thì có tin gì em báo cho chị hay nha chị ha. Dạ, rồi em cảm ơn anh Vĩ, em cảm ơn, rồi bye bye anh Vĩ, bye bye cộng đồng. Dạ.